Chào mừng các bạn quay trở lại với Gạo Nếp TV trong tựa game Skyblock. Thì cuối cùng tựa game này cũng đã cập nhật sau khoảng tầm 2 tuần. Chắc là 2 tuần hoặc là trên 2 tuần nha. Và trong video này mình sẽ tóm tắt lại tất cả những cái gì các bạn cần biết trong phiên bản cập nhật mới này. Ở video lần trước của tựa game Skyblock, mình có nói với các bạn là admin game đang tập trung chủ yếu vào chế độ farming. Thì bây giờ update ngày 15 tháng 6 năm 2020 cho chúng ta những vật phẩm, những cái vật liệu, những dụng cụ liên quan tới cái việc farming. Nó hỗ trợ các bạn farming sẽ dễ dàng hơn cũng như nhanh hơn. Và kỳ này chúng ta sẽ có thêm một cái chức năng là câu cá ha, fishing với lại 10 con cá khác nhau. Mình sẽ có water crop tức là tưới nước cho cái cây của bạn. Mình sẽ có sprinkler tức là đồ tưới nước. À các bạn phải hiểu, sprinkler trong cái tựa game này không phải là cái sprinkler trong những cái tựa game khác là cái đồ tưới nước tự động nha. Sprinkler trong tựa game này hiện tại theo mình biết đó là cái watering can, tức là cái đồ tưới nước thủ công nha. Rồi mình sẽ có phân bón nè, mình sẽ có một cái pro brand nè. Thì bạn nào chưa biết cái pro brand này là gì ha, thì cái pro brand đó chính là game pass 1850 robux mà mình cũng không biết nó dùng để làm gì. Mình sẽ có conveyor belt để làm cho các bạn rửa sạch những cái thực phẩm mà các bạn dính dầu. Mình cũng không biết tại sao mà trong tựa game này lại đưa vô cái content, cái nội dung là lương thực các bạn khi thu hoạch á nó bị dính dầu nữa. Thì bên cạnh cái conveyor belt đó, nó sẽ cho chúng ta một cái là clean oily crop with the washing station. Lát vô game mình sẽ cho bạn coi nhé. Ngoài ra còn có industrial washing station, mình có water catcher, mình có water storage barrel. Thì hai cái này á dùng để thu nhặt nước để mình thấy tưới nước. Composter là cái máy để mình ủ phân bón nhé. Và feedback á tức là mồi câu cá. Rồi chào mừng các bạn đã quay trở lại với lâu đài của mình, công trình của mình trong Skyblock. Thì trước khi vô á, mình đã có nghiên cứu rồi. Đầu tiên các bạn sẽ thấy á, hình ảnh, tức là ánh sáng trong tựa game này nó khác, đúng chưa? Chỗ nào mà bị che thì nó sẽ tối hơn những cái chỗ mà không bị che. Ở trên đây mình có một cái mái che đúng không? Hoặc là cái đường hầm này thì nó sẽ tối hơn những phần khác. Nhưng mà cái vấn đề này mình không thích. Ví dụ như admin cho chúng ta ánh sáng nó ok á, thì nên cho những cái đồ trang trí này nè. Mình có một cái đèn các bạn, nó không phát sáng à. Mà mình không biết là cái đuốc trong tựa game này, trong đây có cái đuốc nhá, cái touch đấy, thì không biết nó có phát sáng hay không. Nhưng mà đối với ánh sáng như vậy mà những cái đồ trang trí như vậy nó lại không phát sáng thì mình thấy nó hơi tiếc. Điểm trừ các bạn, đây là điểm trừ trong cập nhật về ánh sáng nha. Những dụng cụ mới liên quan tới water, liên quan tới nước cũng như là liên quan tới cái việc farming thì các bạn sẽ vô cái phần workbench nè. Mình nghĩ là các bạn nên cố gắng chế tạo workbench station 3 đi. Tại vì cái này nó chứa tổng hợp tất cả những cái nguyên liệu các bạn cần có ha, những cái vật dụng. Ở đây thì hình nền nè, hình nền admin game đã đổi lại rồi. Cái nào hiếm thì nó sẽ có cái màu nó khác biệt hơn chút xíu. Rồi, run. Đây, mình có đầu tiên là washing station. Nó có công năng á, clean oily crop. Những cái lương thực thực phẩm các bạn thu nhặt, nó sẽ có tỷ lệ bị dính dầu, gọi là bị ô nhiễm dầu các bạn. Kiểu như là admin cố tình làm cho tựa game này nó thêm phức tạp và người chơi sẽ tốn thời gian hơn thì phải. Cái này nó cần cho mình là 3 pearl, 3 viên ngọc trai nhá. Maple wood là 100, iron nó là 30. Cái thứ hai, industrial washing station là một cái tự động. Cần bây giờ bao các bạn. Thì cái này nó cần một cái là propeller. Propeller là cái gì? Là cánh quạt nha. Tới đây mình sẽ thông báo cho các bạn là cái propeller này cũng như là cái pearl này, các bạn cũng sẽ đi tới chỗ câu cá. Thay vì câu dính con cá thì các bạn sẽ có tỷ lệ khá là thấp để dính được cái pearl cũng như là cái propeller này để các bạn dùng để chế tạo nha. Thì nó giống như cái việc các bạn đi farm cục sắt á, farm bằng sắt thì nó sẽ rớt ra cái crystalline iron nè. Được chưa? Tỷ lệ khá là thấp. Do đó thì cái việc đó phụ thuộc vào nhân phẩm các bạn thôi. Nhiều bạn farm minh 50 lần, 100 lần chưa ra nữa. Trong khi các bạn kia nhân phẩm tốt, số đỏ, usting ha, các bạn chỉ farm minh 5 lần, 6 lần, 7 lần gì đó là ra được cái vật liệu rồi. Đó là hai cái đầu tiên nha. Cái thứ ba là water barrel. Thì cái water barrel này nó cũng sẽ cùng công năng với lại water catcher. Thì cái water catcher này thì nó yếu hơn, nó cần những nguyên liệu thấp hơn, 10 iron và 10 wood. Còn nếu nâng cấp cao hơn các bạn sẽ cần cái này, water barrel ha, cùng công năng là chứa nước. Một cái crafting mới là water jug, tức là một cái can nước để các bạn chuyển nước từ nơi này sang nơi khác. Mình nói trước đi ha, rồi lát mình sẽ cho các bạn coi. Nói thì nó hơi dài dòng chứ thực sự thực hành nó khá là dễ. Ở đây mình có một cái bait, tức là cái mồi câu cá. Mồi câu cá này các bạn phải thu nhặt cà rốt, trồng cà rốt để có được cái mồi này. Và cái cuối cùng mới là composter. Cái này nó sẽ biến những con cá các bạn ủ phân các bạn nhé, ủ phân bón, biến những con cá các bạn thành phân bón. À quên nữa, còn hai cái. Thứ nhất là watering can, cái này dùng để tưới nước các bạn nhé. Cái này, watering can, nó khác hoàn toàn với lại cái water jug. Các bạn phải dùng cái watering can này tốn 10 gỗ để crafting thì mới có thể tưới nước được. Và cái cuối cùng là wooden fishing crop, hiện tại chỉ có một cần câu trong tựa game này thôi. Và cái này các bạn dùng để câu cá. Thì mình cũng đã crafting được 1, 2, 3, 4 cái này ha, để mình cho các bạn coi về cái công năng của nó. Như mình nói, water barrel
và cái water catcher này nó y chang nhau. Cái này giống như ở Việt Nam quá ha. Cái thùng phui các bạn có biết tên không? Cái thùng phui ở Việt Nam có nha, mấy tỉnh miền Tây đều có đó các bạn. Water catcher bấm vô nha. Thì ở đây nè, nó có một cái công dụng và một cái tool in hand. Thì cái tool in hand này á, các bạn sẽ dùng một trong hai thứ. Nhưng mà nói công năng của hai cái này nó hoàn toàn khác nhau. Cái can nước này nè, mình dùng để chuyển nước từ cái chỗ này sang chỗ khác. Công dụng của nó chỉ như vậy thôi. Ví dụ mình đang cầm là cái water jug đúng chưa? Mình bấm fill. Thì góc trái chỗ này một cái xanh xanh nè, tức là cái lượng nước đang chứa trong cái máy là bao nhiêu. Bấm fill. Đấy, nó rút xuống nè. Sau đó các bạn sẽ qua những cái này. Các bạn sẽ bấm vô chữ empty. Thì nước sẽ từ cái tool water jug này chui vô cái máy water barrel. Đó. Các bạn nào mà sống ở miền Tây á, những miền mà hạn hán á, các bạn hay chứa nước vô những cái thùng phi. Mùa mưa các bạn chứa nước để mùa khô các bạn sử dụng nước á, thì các bạn sẽ hiểu được nguyên tắc làm việc của nó. Rồi các bạn muốn đi tưới nước ha, các bạn sẽ dùng cái watering can này bấm vô. Đây, bấm fill. Thì lượng nước sẽ chui vô cái watering can này. Và các bạn sẽ thấy ở dưới đây một cái cây màu xanh xanh nè ha, các bạn sẽ dùng nó các bạn đi tưới nước. Hết thì các bạn sẽ vô các bạn châm thôi. Cái nước này các bạn chỉ kiếm được bằng cách là chứa vô những cái thùng phi hoặc những cái water catcher này thôi. Về cái phần này á, thì các bạn cứ chế tạo 10 cái water barrel, các bạn chứa nước từ từ ha, rồi tưới nước dần thôi. Tiếp theo là composter. Composter này á, các bạn sẽ quăng những con cá bạn không xài thường thường đó, những con cá rẻ tiền. Ví dụ mình quăng những con cá salmon nè, cá hồi các bạn nha. Thì nó sẽ được ủ phân bón, mục rửa các kiểu và biến thành phân bón. Công năng của nước cũng như là của phân bón, nó sẽ giúp cây lương thực các bạn mọc nhanh hơn bình thường, được chưa? Con cá nào nó cũng biến thành một bịch phân bón, cho nên các bạn hãy lưu ý nha. Chỉ nên sử dụng những con cá mà ít tiền. Phần câu cá thì mình sẽ nói cho các bạn ở đoạn sau video. Cái chỗ này là gì? Cái này là wetting station. Thì wetting station này nó giống như là cái conveyor belt tự động ha. Các bạn muốn tự động thì các bạn sẽ đi farming để kiếm được cái propeller. Còn nếu các bạn muốn làm thủ công thì chế tạo cái wetting station này. Bởi vì cái pearl này nè, tỷ lệ nó ra nó dễ hơn cái propeller. Ở trong đây á, mình có một số cái onion bị oily, bị dính dầu các bạn. Mình có 5 trái nè, và mình sẽ grab it ha. Gọi là mình sẽ gột rửa cho nó, mình rửa sạch cho nó, để nó biến thành một cái củ hành trắng tinh tươm. Ở đây cục xà bông nó mới ghê chứ. Dã man chưa? Có cục xà bông nữa mới ghê. Thì chức năng oily là một trạng thái mà nó làm cho những cái lương thực của các bạn bị nhiễm dầu. Và khi nó bị nhiễm dầu thì cái giá trị các bạn bán nó sẽ thấp hơn rất là nhiều so với khi các bạn mà bán với những cái trái sạch sẽ. Cho nên mới cần cái máy này. Và hiện tại như các bạn thấy là với cái máy này chỉ có 4 loại lương thực nó bị nhiễm dầu thôi. Thứ nhất là onion, thứ hai là carrot, thứ ba là potato, thứ tư là tomato. Thì tới phiên bản hiện tại cái trái berry vẫn là cái trái ok nhất, tại vì nó không bị nhiễm dầu và chúng ta sẽ không mất thời gian để đi rửa từng trái, các bạn hiểu không? Phần thứ hai mình sẽ cho bạn coi về chức năng câu cá. Nhớ chế tạo cái gần câu nhé. Fishing grub đâu rồi? Chỉ hiện tại chỉ có một cái là wooden fishing grub thôi. Câu cá này mình nghĩ các bạn nên bật ship lock. Nếu không các bạn sẽ như thanh niên này nè, nhảy xuống nước, đồ lặn lội, đồ nghe cực quá vậy. Bật ship lock lên các bạn nhé. Thì nó sẽ cho các bạn một cái phạm vi như vậy. Các bạn sẽ giữ đè chuột, thì các bạn càng giữ đè chuột càng lâu á, thì nó sẽ phóng càng xa, được chưa? Và nó sẽ phóng theo cái hướng nhìn của các bạn nhé. Như vậy, đôi lúc nó sẽ khó và đôi lúc nó sẽ dễ. Khi con cá cắn câu á, nó sẽ nổi bọt lên. Ok chưa? Lít chuột. Mình được một con catfish nổi bọt lên nè. Alo. Pa-pa-pam. Một con salmon. Đấy, thì nó sẽ có tỷ lệ cho các bạn ra được hai cái món hồi nãy. Một là pearls, thứ hai á, là propeller. Hãy coi hết video nhé, các bạn đừng đặt những câu hỏi mình đã nói trong video rồi. À, ở đây á, thì nó có thêm một cái thanh niên nè, một NPC nè, là oily grub. Tại vì á, nếu các bạn muốn bán những cái lương thực mà bị dính dầu, vẫn bán được, ok chưa? Nhưng mà các bạn sẽ bán với cái giá cực kỳ thấp. Ví dụ ở đây nè, oily tomato có 3 tiền thôi nhá. 3 tiền cho một trái cà chua bị ô nhiễm. Trong khi nếu các bạn vô đây các bạn bán cà chua thì nó sẽ tới 8 tiền. Đấy, đại loại là như vậy. Nó sẽ giảm giá tiền cực kỳ nhiều. Rồi mình sẽ cho các bạn coi về chức năng phân bón nha, để mình thu hoạch cái cà chua của mình đã. Bây giờ mình sẽ cho hạt giống cà rốt. Đầu tiên mình sẽ tưới nước đi. Tưới nước 1, 2, 3, 4 ô đi các bạn. 2 ô mình không tưới nước nha. Sau đó mình sẽ lấy phân bón. Phân bón là từ cái composter. Các bạn ủ phân bón những con cá nha, thì nó sẽ cho các bạn cái basic fertilizer. Đấy, khi các bạn quăng phân bón vô thì nó sẽ có hơi màu xanh xanh nè. Mình sẽ cho các bạn coi về tốc độ nha. 2 ô có nước có phân bón, 2 ô là chỉ có nước không, và 2 ô bình thường.
Pom pom. Thì chắc chắn những cái combo càng nhiều á là phân bón và nước nó sẽ mọc nhanh hơn so với khi có nước, cũng như là có nước sẽ mọc nhanh hơn so với khi bình thường. Còn các bạn để bình thường á thì những cái lương thực các bạn vẫn mọc thôi. Update này cũng nhận nhiều cái sự chỉ trích, tức là người ta không thích do nó tốn rất nhiều thời gian, nhưng mà hầu như chỉ tập trung vào cái phần này, cái phần mình đang cho bạn coi. Đấy, các bạn thấy chưa? Cái ô đất hạt giống có phân bón và có nước nó mọc nhanh hơn kìa. Chỉ mới vài giây thôi mà nó đã mọc lên nhú mầm rồi. Sau đó thì chúng ta sẽ tới hai hạt giống được tưới nước. Nó sẽ chậm hơn tầm khoảng 15 tới 20 giây nhé. Còn cái hạt giống mà không tưới nước đó các bạn, hạt giống bình thường như mọi lần ha, thì nó mọc khá là lâu luôn. Không biết tới chừng nào nó mới xong. Nhưng mà chắc chắn cam đoan với các bạn luôn, các bạn càng bơm nhiều á, gọi là búp nhiều cho nó thì nó sẽ mọc nhanh hơn và thu hoạch sẽ ok hơn. Nè, bây giờ mới mọc nè. Rồi, trong khi cái này vừa nhú mầm thì hai cái ô đất mà có phân bón cũng như là có nước nó đã nhú mầm lên trạng thái thứ hai của nó rồi. Và hai cái nước này vẫn chưa có nha. Nó cứ theo thứ tự như vậy thôi. Rồi, vẫn như mọi lần á thì trong video này á mình sẽ giveaway tiền ha. Bữa giờ thì mình cũng không có chơi từ game này nhiều cho nên mình cũng không có cày tiền. Do đó thì trong video này mình chỉ giveaway cho bạn 100.000 tiền thôi. Rồi, thì đó là toàn bộ tất cả những nội dung mình muốn đưa tới các bạn trong video này. Và hy vọng bạn sẽ xem hết video và thích video này nha. Hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Xin chào. Video hay không? Hay thì like với share đi. Chờ gì nữa? Đăng ký kênh chưa? Coi chùa hoài à. Kỳ ghê á.